trên đường hun hú, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau? Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Gọi em, người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Trên đường hun hú, em tự hỏi mình ta đã đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Trông thấy nhau, nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Gọi em, người xinh đẹp, xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Xin cảm